Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải một số bài tập trắc nghiệm lý thuyết phản ứng oxy hóa khử thuộc chuyên đề phản ứng oxy hóa khử để làm tốt dạng bài tập này chúng ta cần xem lại video về lý thuyết tổng quát phản ứng oxy hóa khử nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử bài tập đầu tiên như trên màn hình phản ứng oxy hóa khử là phản ứng xảy ra đồng thời hai quá trình nhường và nhận a proton b neutron c anion d electron thì cái này câu này hỏi về cái phản ứng oxy hóa khử đúng không? Hai xảy ra hai quá trình nhường và nhận cái gì? Thì chúng ta học chúng ta biết là gì? Nhường và nhận electron yeah, như vậy là đáp án D. Yeah. Đấy. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng xảy ra đồng thời hai quá trình nhường và nhận electron chứ không phải là proton không phải neutron không phải là anion ha rồi tiếp theo chuyển sang câu thứ hai trong phản ứng oxy hóa khử chất khử là chất a nhường anion b nhận anion c nhường electron d nhận electron thì này hỏi về khái niệm chất khử đúng chưa chất khử là chất nhường electron đáp án C. Ôm lại luôn nha. Chất khử là chất nhường electron. Khử cho, cho nhường. Đúng nha? Chất khử là chất nhường electron. Đúng chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Trong phản ứng oxy hóa khử, chất oxy hóa là chất A, Nhường cation. B. Nhận cation. C. Nhường electron. D. Nhận electron. Vậy hỏi về khái niệm chất oxy hóa. Vậy đáp án là gì? Đáp án... D. Ông lại luôn nha. Chất oxy hóa... là... Nhận electron. Nhận electron. Khử cho O nhận. O là oxy hóa, là nhận electron. Đúng chưa? Đáp án D. Rồi, tiếp theo. Trong phản ứng oxy hóa khử, chất khử thực hiện. A. Quá trình khử. B. Quá trình oxy hóa. C. Quá trình nhường proton. D. Quá trình nhận proton đây nó hỏi cái, cái quá trình khử quá trình oxy hóa hay là quá trình nhường proton quá trình nhận proton chất khử thực hiện cái gì vậy ta viết cái quá trình của chất khử đi ha tổng quát của chất khử nè yeah. m có số xóa không sau phản ứng về m có số xóa cộng n cộng n e đây là chất chất khử số số của nó tăng sau phản ứng tăng từ 0 lên cộng n nó nha Vậy chất có số số tăng là chất chất khử chất khử thì thực hiện cái quá trình gì cái quá trình này gọi là quá trình oxy hóa hay gọi là sự oxy hóa đấy như vậy là chúng ta thấy là gì chất khử thực hiện cái quá trình oxy hóa đấy chưa như vậy là đáp án B. Đáp án B. Ghi ra luôn nha. Cho nhớ luôn. Chắc khử. Thực hiện. Quá trình. O. Hóa. Nha. Quá trình O. Hóa. Hay là chúng ta nhớ là gì? khử cho o nhận bị gì sự nấy về chất khử còn gọi là chất bị oxy hóa bị gì bị oxy hóa thì thực hiện quá trình oxy hóa bị gì sự nấy Đấy chưa chất khử là chất bị oxy hóa bị oxy hóa thì thực hiện quá trình oxy hóa nghĩa là chất khử thực hiện quá trình oxy hóa ha dễ nhớ đúng không khỏi nhầm ha được chưa rồi tiếp theo trong phản ứng oxy hóa khử chất oxy hóa thực hiện a quá trình khử b quá trình oxy hóa c quá trình nhận anion d quá trình nhường anion rồi cái này thì hỏi ngược lại so với câu kia đúng chưa thì giờ chúng ta viết cái quá trình chất oxy hóa thực hiện đi đây chất oxy hóa m có số hóa cộng n sau phản ứng về m có số hóa không cộng NE. Đây chính là chất oxy hóa Chất số số của nó giảm sau phản ứng nè Từ cộng N về không? Chất có số số giảm gọi là chất oxy, oxy hóa Chất oxy hóa thực hiện cái quá trình này được gọi là Quá trình khử Hay gọi là sự khử Như vậy là gì? Chất oxy hóa Thực hiện quá trình khử Được chưa? để đáp án A. À. Đáp án A. Ghi lại luôn cho dễ nhớ nha. Chất oxy si hóa thực hiện quá trình khử, được chưa? Hay là chúng ta nhớ là gì? Khử cho ho nhận, được chưa? bị gì sự nấy đấy nhớ hai câu như vậy tức là chất oxy hóa còn gọi là chất bị khử bị gì sự nấy bị khử thì thực hiện quá trình khử Nó nghĩa là gì chất bị khử thực hiện quá trình khử nghĩa là chất bị khử tức là chất oxy hóa thực hiện quá trình khử nha bị gì sự nấy bị khử thì thực hiện quá trình khử chất oxy hóa thì bị khử do đó chất oxy hóa thực hiện quá trình khử được chưa vậy nhớ ha đáp án a chất oxy hóa thực hiện quá trình khử. Tiếp theo. Trong phản ứng oxy hóa khử, chất khử có số số hóa giảm sau phản ứng. Số số hóa tăng sau phản ứng. C. Số số hóa không đổi sau phản ứng. D. Số số, số hóa bằng 0. <laughs> Này, chất khử có số số như thế nào? Thì rõ rồi, chất khử là chất nhường E và vì nhường E nên Số hóa của nó tăng sau phản ứng. Như vậy, đáp án B. Nè, chất khử ra luôn nha. Chất khử có số oxy hóa tăng sau phản ứng. Đấy, chất khử là chất nhường E và vì nhường E nên số xóa của nó tăng sau phản ứng yeah, nhớ vậy được ha rồi, tiếp theo trong phản ứng oxy hóa khử chất oxy hóa có A, số oxy hóa giảm sau phản ứng B, số oxy tăng sau phản ứng C, số oxy hóa không đổi sau phản ứng D, số oxy bằng 0 vậy chất oxy hóa là gì? chất oxy hóa là chất nhận E và vì nhận E cho nên số xóa của nó giảm sau phản ứng, do đó đáp án À, chưa? Ghi ra luôn ha. Chất oxy hóa. Có. Số oxy hóa giảm sau phản ứng. Chất oxy hóa là chất nhận E. Và vì nhận E cho nên số số của nó giảm sau phản ứng. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Trong phản ứng oxy hóa khử, chất có số xóa tăng sau phản ứng là A. Chất oxy hóa, B. Chất khử, C. Chất điện ly, D. Chất môi trường. Cái này, câu hỏi này thì hỏi ngược lại ha. Được chưa? Chất có số xóa tăng là gì? Chất khử. Vì sao? Chất khử là chất nhường E và vì nhường E cho nên số số của nó tăng sau phản ứng. Vậy đáp án B. Ghi ra luôn nha. có số oxy hóa tăng sau phản ứng là chất khử được chưa chất khử là chất nhường e và vì nhường e nên số số của nó tăng sau phản ứng được chưa rồi tiếp theo trong phản ứng oxy hóa khử chất có số số giảm sau phản ứng là A. Chất oxy hóa B. Chất khử C. Chất xúc tác D. Chất môi trường Rồi cái này Chất có số sơ giảm là chất oxy hóa Đáp án A Vì sao? Vì chất oxy hóa là chất nhận E Và vì nhận E cho nên số số của nó giảm sau phản ứng Được chưa? Ghi ra luôn nè Chất có số oxy hóa giảm sau phản ứng là chất oxy hóa đấy được chưa dễ nhá không chất oxy hóa là chất nhận e và vì nhận e cho nên số oxy hóa của nó giảm sau phản ứng rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video này nếu thấy nội dung này hay và bổ ích các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.